Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc đông nam vắt từ khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ đi qua khu vực giữa Biển Đông, vì thế trong đêm qua và sáng nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông ở nhiều nơi, trong đó khu vực ven biển Đông Bắc Bộ và phía nam đồng bằng là những vùng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng phổ biến trong khoảng từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Còn tại khu vực phía tây Bắc Bộ ít mưa hơn, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm. Mưa dông có thể xảy ra vào thời điểm bất chợt trong ngày nhưng vẫn tập trung nhiều hơn về chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Do có mưa nhiều nên nền nhiệt cao nhất trong ngày tại khu vực chỉ duy trì trong khoảng từ 31-33 độ, trời mát mẻ. Đợt mưa này tại Bắc Bộ sẽ kéo dài cho đến hết ngày mai 22 tháng 7. Từ ngày 23 tháng 7 mưa giảm thì nhiệt độ mới tăng trở lại. Rãnh áp thấp có trục tây bắc đông nam cũng tác động và làm thay đổi đáng kể thời tiết tại miền Trung. Hôm nay dự báo hầu khắp các tỉnh thành phố miền Trung đều có mưa rào và dông. Trong đó khu vực phía bắc của miền Trung là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hay phần Đà Nẵng, Quảng Nam là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối và đêm, nền nhiệt theo đó cũng sẽ giảm nhanh, cao nhất trong ngày ở hầu khắp các tỉnh thành phố miền Trung dao động trong khoảng từ 31-34 độ. Tuy không ảnh hưởng trực tiếp tới Tây Nguyên và Nam Bộ, nhưng mà rãnh thấp có trục tây bắc đông nam lại gián tiếp làm cho Tây Nam phát triển mạnh mẽ hơn, dẫn đến những cơn mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều và tối nay cũng xuất hiện với diện nhiều nơi. Nhiều điểm có mưa to từ 20-50mm, có điểm còn có thể lên tới 70mm, tập trung ở các huyện vùng núi phía tây các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông hay khu vực miền Đông Nam Bộ. Mưa sớm, lượng mưa lại lớn khiến cho nền nhiệt cao nhất trong ngày không cao. Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ trong khoảng từ 27-30 độ, còn tại khu vực miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ cao từ 32-33 độ. Trong những ngày cuối tháng 7, trên khu vực vùng biển Đông Bắc Philippines có thể hình thành một vùng áp thấp. Áp thấp này sau đó sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão, không loại trừ khả năng sẽ tiến vào khu vực Bắc Biển Đông của nước ta. Diễn biến của vùng thấp này sẽ được chúng tôi tiếp tục theo dõi và cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Sau bão số 1, theo dự báo từ nay đến hết năm 2022, trên khu vực Biển Đông còn khoảng từ 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động. Trong đó sẽ có khoảng từ 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền của nước ta.